Trước đó, chỉ trong quý 1, các ngân hàng đã giảm lãi suất huy động từ 0,5 tới 1,5% một năm. Lãi suất cho vay tương ứng cũng đã giảm từ 1,5 tới 2% một năm. Với lần điều chỉnh này, mặt bằng lãi suất được kỳ vọng sẽ còn giảm thêm, đặc biệt khi ngân hàng nhà nước giảm hai mức lãi suất quan trọng là lãi suất tái cấp vốn cho các ngân hàng và trần lãi suất huy động. Như này thể hiện rằng là thị trường thanh khoản rất là tốt.